Hoàng Cảnh Xu, nam thần đa mỹ xứ Trung ngoại tình, bảo hành vợ cũ nhưng chưa sốc bằng nghi vấn qua đêm cùng Địch Lệ nhiệt ba. Hình ảnh ngoài đời của Hoàng Cảnh Xu khác xa với nhân vật nam thần điển trai và trung tình mà anh diễn trên phim. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2020, tên của Hoàng Cảnh Xu xuất hiện trên rất nhiều các trang báo vì vợ cũ của anh, Vương Vũ Hinh, đã tự sát nhưng may mắn là đã phát hiện kịp thời. Trong những dòng trăn trối cuối cùng, Vương Vũ Hinh viết: "Tạm biệt thế giới mà hơn nửa đầy những thứ ô uế, tạm biệt người đàn ông cùng tôi có mối tình đầm sâu." Không chỉ vậy, trợ lý của Vương Vũ Hinh cũng bày tỏ sự bức xúc của mình đối với Hoàng Tiên Sinh, vì anh mà cuộc sống của Vương Vũ Hinh đã thay đổi theo hướng tiêu cực. Dù không nói tên nhưng dân mạng đều chắc chắn người đàn ông trong lời nói của Vương Vũ Hinh là Hoàng Tiên Sinh kia là đang nói đến Hoàng Cảnh Xu. Scandal ồn ào của Hoàng Cảnh Xu và Vương Vũ Hinh vốn đã lắng xuống từ lâu nhưng giờ đã được khơi lại chỉ vì phía nữ tử không thành. Hoàng Cảnh Xu tiếp tục đứng trước mũi nhọn của dư luận, nhận phải vô số chỉ trích và điều này đã từng diễn ra vào khoảng thời điểm gần 3 năm về trước. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 khi ông trùm paparazzi Trác Vĩ tung ra một loạt bằng chứng chứng minh Hoàng Cảnh Xu đang hẹn hò. Không chỉ đưa ra được tên của bên nữ là Vương Vũ Hinh, Trác Vĩ còn đưa thêm thông tin cô là một họa sĩ có tầm ảnh hưởng lớn hơn Hoàng Cảnh Xu 6 tuổi và là mẹ đơn thân. Thế nhưng, bên phía Hoàng Cảnh Xu nhất quyết im lặng, chính vì thế nên những tin đồn hẹn hò của anh nhanh chóng lắng xuống. Phải hơn một năm sau đó, Hoàng Cảnh Xu mới bị em gái của Vương Vũ Hinh tố là bạo lực gia đình, còn tung ra bằng chứng anh và nữ họa sĩ họ Phương đã kết hôn vào năm 2016. Hình ảnh Vương Vũ Hinh thâm tím mặt mũi khiến netizen không khỏi chấn động. Tuy nhiên, phía Hoàng Cảnh Xu phủ nhận, cho biết hai người chia tay trong hòa bình và không hề có chuyện bạo lực. Theo như em gái của Vương Vũ Hinh cho biết, thì chị mình đã giúp đỡ cho Hoàng Cảnh Xu rất nhiều kể từ khi anh chưa nổi tiếng. Nhưng không ngờ, nam diễn viên lại có những hành động không thể dung thứ như vậy. Còn Vương Vũ Hinh, vì quá yêu Hoàng Cảnh Xu nên chuyện bị anh bảo hành, cô không dám nói ra. Ngoài việc bảo hành vợ cũ, Hoàng Cảnh Xu cũng bị tố ngoại tình với Trương Nghệ Thưởng và nữ diễn viên trẻ này cũng là một phần khiến cho cuộc hôn nhân của anh và Vương Vũ Hinh tan vỡ. Giữa lúc ồn ào này, Trương Nghệ Thưởng cũng không dám lên tiếng nói gì mà chỉ có thể ở ẩn, chờ sự việc qua đi. Cùng lúc ấy, những mối quan hệ tình cảm của Hoàng Cảnh Xu cũng bị khui ra. Trước khi nổi tiếng với bộ phim Thượng Ẩn vào năm 2016, Hoàng Cảnh Xu từng có bạn gái lâu năm là Dương Tích Văn. Tuy nhiên, đoạn tình cảm này đã mau chóng kết thúc vì sự xuất hiện của Vương Vũ Hinh. Ngay sau khi Hoàng Cảnh Xu bị tố bạo hành và ngoại tình vào cuối năm 2018, Dương Tích Văn đã đăng bài Weibo khẳng định việc nam diễn viên bạo hành là sự thật. Trong suốt gần 2 năm, Hoàng Cảnh Xu đã cố gắng ẩn mình, chăm chỉ đóng phim và tránh những ồn ào tình cảm để tẩy trắng cho scandal năm nào. Tuy nhiên, thời gian vào khoảng 2020, khi đóng bộ phim Đỉnh Chế Tình Yêu Cao Cấp, Hoàng Cảnh Xu lại vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nữ Tân Cương, Địch Lệ nhiệt ba. Hai người cũng bị chụp lại những hình ảnh tình tứ tại hậu trường của phim. Cặp đôi được cho là cùng đi Nhật với nhau và Địch Lệ nhiệt ba còn qua đêm tại nhà của Hoàng Cảnh Xu. Tuy nhiên, cặp sao nổi tiếng này lại không hề lên tiếng về việc này. Netizen không rõ họ thật sự ở bên nhau hay chỉ là sao tác cho bộ phim sắp lên sóng. Từ một nam thần của màn ảnh Hoa ngữ, Hoàng Cảnh Xu đã nhanh chóng trở thành cha nam trong mắt công chúng. Hiện tại, mọi công sức tẩy trắng của nam diễn viên đều đã đổ xuống sông xuống bể khi Vương Vũ Hinh tự sát do trầm cảm và những ám ảnh tâm lý tích tụ suốt một thời gian dài. Phía Hoàng Cảnh Xu lúc này vẫn